Đây là máy AT3800 tương đương với đời Yuki 9900. Đây, cái này thì chức năng thùa khuy. Thùa khuy nó có thể thùa được các loại khuy này, có 3 loại khuy ở đây. Khuy vuông này, bờ hẹp, bờ rộng này và khuy đầu tròn. Thùa khuy cái máy này thì nếu mà chị nào làm hàng có thể dùng cái này rất là tiện. Đây là mình đang để thùa khuy đây rồi. Cái độ dài từ đây đến cái thanh sau này, từ đây đến đây chính là độ dài của khuy. Mình có thể kéo dài ra, cũng có thể cho ngắn lại. Sau đấy mình lắp vào thì chỉ việc ấn nút chạy thôi. Mình sẽ kéo cho chị dài ra một chút, ấn nút chạy. Với những cái máy chức năng thùa khuy tự động thì mình cứ để cho nó chạy, khi nào xong thì máy nó sẽ tự dừng và mình ấn cái cần cắt chỉ là được. Đây, cắt chỉ. Đây, khuy đấy ạ. Khuy này bờ hẹp này, bờ rộng này. Cái độ mau thưa những cái đường này, mau thưa mình có thể điều chỉnh được. Mình sẽ thử thùa một cái khuy đầu tròn. Khuy đầu tròn đây. Ấn cái khuy đầu tròn đây. Đây là khuy đầu tròn. Đây là khuy đầu tròn. Mình cắt cái hai cái sợi chỉ thừa này ra. Ngoài ra máy có thể thêu thêm được những cái hình như này. Thì mình đã có cái video thêu. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Facebook của mình là Lan Hương, page là máy may gia đình Nhật Bản / Lan Hương.